Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Ở các tiết học trước, chúng ta đã biết cách giải phương trình bậc 2 bằng câu thức nghiệm tổng quát và công thức nghiệm thu gọn. Bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn nữa mối liên hệ giữa hai nghiệm này với các hệ số của phương trình bậc 2. Thì đối với phương trình bậc 2, ax bình cộng bx cộng c bằng 0, a khác 0 có nghiệm. Ở đây dù là hai nghiệm phân biệt hay là nghiệm kép thì đều được viết dưới dạng x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Thì phần này thì các em đã được học ở các bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Chúng ta tính x1 cộng x2 như sau. X1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Chúng ta thay vào đây. X2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Chúng ta thay vào đây. Như vậy, ở đây mẫu chung đều bằng 2a rồi. Chúng ta chỉ việc cộng tử với nhau. Bằng trừ b cộng căn delta trừ b trừ căn delta trên 2a. Bằng trừ 2b trên 2a. Và thu gọn đi, chúng ta được kết quả là trừ b trên a. Chúng ta tính x1 nhân x2 như sau. Bằng trừ b cộng căn delta trên 2a nhân với trừ b trừ căn delta trên 2a. Ở đây chúng ta lấy tử nhân tử và nhận thấy rằng hai cái tử này nhân với nhau nó chính là hằng đẳng thức số 3, hiệu hai bình phương. Bằng trừ b tất cả bình trừ đi căn delta tất cả bình trên 4a bình. Và đây nó bằng b bình trừ đi delta trên 4a bình. Delta đây thì các bạn lại được học nó bằng b bình trừ 4ac. Bây giờ thầy sẽ thay cái delta này bởi b bình trừ 4ac. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả là b bình trừ b bình cộng 4ac trên 4a bình. Và nó bằng c trên a. Qua việc tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2, chúng ta nhận thấy x1 nhân x2 chính là tổng hai nghiệm và nó bằng trừ b trên a. X1 nhân x2 chính là tích hai nghiệm và nó bằng c trên a. Như vậy rõ ràng chúng ta nhận thấy là tổng và tích hai nghiệm nó có mối liên hệ với các hệ số của phương trình bậc hai. Và cái mối liên hệ này đã được một nhà toán học nổi tiếng người Pháp phát hiện ra và được phát biểu thành định lý mang tên ông. Đó chính là định lý VS. Thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái định lý này. Chúng ta vào bài 6. Hệ thức VS và ứng dụng. Chúng ta vào phần thứ nhất, định lý hệ thức VS. A nhỏ, định lý VS. Định lý được phát biểu như sau. Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0, a khác 0 thì chúng ta thu được hai điều sau. Điều thứ nhất, tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Điều thứ hai, tích hai nghiệm x1 nhân x2 bằng c trên a. Thì đây là một phát hiện rất quan trọng của nhà toán học người Pháp. Đây là hình ảnh của ông. Ông chính là François Viète. Sinh năm 1540, mất năm 1603 tại Pháp. Ông là người đầu tiên dùng chữ để ký hiệu các ẩn, các hệ số của phương trình và dùng chúng để biến đổi và giải phương trình. Nhờ cách đó mà nó thúc đẩy môn đại số phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ông là người phát hiện ra mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình bậc hai và được phát biểu thành định lý VF. Ông còn là người nổi tiếng trong giải mật mã. Ông còn là một luật sư
một chính trị gia rất nổi tiếng. Như vậy ông François Villette này, thì em thấy là ông ấy không những giỏi toán mà cái môn gì ông ấy cũng giỏi. Đấy, từ mật mã rồi luật sư rồi chính trị gia. Tóm lại là ông ấy giỏi toàn diện. Thì cái định lý Vs này nó giúp chúng ta không cần giải phương trình mà vẫn có thể nhẩm được nghiệm, biết được tổng và tích được của hai nghiệm của phương trình bậc hai. Áp dụng cái định lý này thì chúng ta sẽ giải một số cái ví dụ sau. Khi em làm bài tập số 25 trong sách giáo khoa trang 52, bài 25 yêu cầu như sau: đối với mỗi phương trình sau, ký hiệu x1 và x2 là hai nghiệm nếu có. Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống, điền vào phần 3 chấm. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai câu là câu A và câu C. Còn câu B và câu D thì các em về nhà các em tự làm. Ở ý A, đầu tiên chúng ta đi tính delta. Biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC. Nó bằng âm 17 tất cả bình trừ đi 4 nhân 2 nhân 1 bằng 281 lớn hơn không. Như vậy phương trình này có hai nghiệm phân biệt và nó thỏa mãn cái điều kiện của định lý Vs là phương trình bậc 2 phải có hai nghiệm x1 x2. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng định lý Vs tính được tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Đây, x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Thay số vào, trừ của trừ 17 trên a, trên 2 đây, tức là nó bằng 17 phần 2. X1 nhân x2 bằng c trên a, c đây bằng 1, a bằng 2. Như vậy x1 nhân x2 bằng 1 phần 2. Như vậy cái hay của định lý Vf này là không cần giải phương trình mà chúng ta vẫn biết được tổng hai nghiệm bằng bao nhiêu và tích hai nghiệm là bằng bao nhiêu. Đối với câu C thì một số bạn nhanh chóng nhận ra ngay được rằng kết quả x1 cộng x2 bằng trừ b trên a và bằng 1/8. X1 nhân x2 bằng c trên a cũng bằng 1/8. Nhìn qua thì kết quả các em thấy là rất là chính xác rồi, nhưng nhanh quá đôi khi nó lại dẫn tới sai lầm. Ở đây sai lầm ở chỗ là các em khi tính delta thì chúng ta thấy nó bằng âm 1 bình phương trừ đi 4 nhân 8 nhân 1 bằng âm 31, nó nhỏ hơn không. Delta nhỏ hơn không thì phương trình này vô nghiệm. Vô nghiệm rồi thì nó không thỏa mãn cái điều kiện của định lý Vs là phương trình bậc 2 phải có hai nghiệm x1 x2 thì mới áp dụng được cái điều này, tính tổng và tích. Như vậy ở đây nó vô nghiệm rồi, không áp dụng được. X1 cộng x2 không có giá trị. X1 nhân x2 không có giá trị. Như vậy, các em lưu ý qua bài tập số 25, chúng ta chỉ áp dụng được định lý Vs trong trường hợp phương trình có nghiệm hai nghiệm hoặc là hai nghiệm phân biệt hoặc là hai nghiệm bằng nhau. Còn nếu trong trường hợp không có nghiệm thì chúng ta sẽ không áp dụng được cái định lý Vs này. Như vậy, quan sát vào định lý Vs, chúng ta nhận thấy được mối liên hệ giữa các nghiệm. Đấy, mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình bậc 2. Bây giờ nếu như chúng ta biết được một nghiệm là x1 hoặc là biết được một nghiệm là x2 thì hoàn toàn chúng ta có thể tính được nghiệm còn lại dựa vào định lý Vs. Sau đây chúng ta sẽ đi xét hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là các em quan sát vào hỏi chấm 2 trong sách giáo khoa trang 51. Hỏi chấm 2 yêu cầu như sau: cho phương trình 2x bình trừ 5x cộng 3 bằng 0. Ý A, xác định các hệ số ABC rồi tính A cộng B cộng C
ý B chứng tỏ x1 bằng 1 là một nghiệm của phương trình, và ý C là dùng định lý vi ép để tìm x2. Thì thầy sẽ hướng dẫn làm từng ý một như sau. Ý A, ta có A ở đây là thằng gắn với x bình là bằng bậc 2, B là thằng gắn với x là bằng âm 5, C là bằng 3. Đấy, cái việc xác định này là rất quan trọng. Xác định nhầm là chúng ta sẽ tính biệt thức delta, nó cũng dẫn tới nó sai lầm. Còn đến bây giờ mà các bạn mà vẫn không xác định được các hệ số ABC thì tốt rồi. Điều đó thể hiện rằng là các bạn sẽ không phải đau đầu để học môn toán nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính A cộng B cộng C. Chúng ta việc thay số vào thôi. Nó bằng 2 trừ 5 cộng 3. Và kết quả nó bằng bằng 0. Như vậy chúng ta hoàn thành xong cái yêu cầu thứ nhất, ý A. Ý B là đi chứng tỏ x1 bằng 1 là một nghiệm của phương trình này. Thì muốn chứng tỏ x1 bằng 1 là một nghiệm của phương trình này thì chúng ta sẽ đi thay cái nghiệm này, cái x1 bằng 1 này vào vế trái của phương trình này. Nếu như nó bằng 0 thì điều đấy thể hiện rằng 1 chính là nghiệm của phương trình. Ý B chúng ta sẽ làm như sau. Thay x1 bằng 1 vào vế trái của phương trình ta có. Chỗ nào có x thì các em thay bởi 1. Chúng ta thu được vế trái bằng là 2 nhân với 1 bình trừ 5 nhân 1 cộng 3. Chúng ta thấy kết quả bằng 0. Nó bằng chính vế phải. Điều này thể hiện rằng x1 bằng 1 chính là nghiệm của phương trình. Chúng ta biết một nghiệm là 1 rồi, x1 bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính nốt nghiệm còn lại là x2 bằng định lý vi ép. Câu C, theo định lý VS ta có x1 nhân x2 bằng C trên A. Mà ở đây các em thấy là x1 vừa bằng 1, chúng ta vừa chứng minh ở câu B rồi. Từ đây suy ra được x2 sẽ bằng C trên A chia cho 1 và nó chính bằng C trên A. Đến đây thì các em chỉ việc thay số vào thôi. Nó bằng 3 phần. Thì qua cái phần hỏi chấm 2 này, chúng ta nhận thấy là cái phương trình 2x bình trừ 5x cộng 3 này bằng 0, nó có một cái điểm đặc biệt. Đó chính là tổng các hệ số A cộng B cộng C của nó bằng 0. Và nó có một nghiệm là x bằng 1 và một nghiệm còn lại là x bằng 3 phần 2. Thì tất cả các phương trình mà có dạng đặc biệt là A cộng B cộng C bằng 0 thì nó đều luôn có hai nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng C trên A. Chúng ta có phần tổng quát sau đây. Tổng quát 1, nếu phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0, A khác 0, có A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm x1 bằng 1, còn nghiệm kia sẽ là x2 bằng C trên A. Cái tổng quát này nó sẽ giúp cho các em có thể tính nhanh được nghiệm của các phương trình có dạng đặc biệt, đó là tổng các hệ số của nó bằng 0. Đấy là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Chúng ta chuyển sang trường hợp đặc biệt thứ hai. Các em quan sát vào hỏi chấm 3 trong sách giáo khoa. Cho phương trình 3x bình cộng 7x cộng 4 bằng 0. Ý A, chỉ rõ các hệ số A và C rồi tính A trừ B cộng C. Ý B, chứng tỏ x1 bằng âm 1 là một nghiệm của phương trình. Ý C là tìm x2. Thì chúng ta cùng nhau đi làm 3 ý Ý A này. Ở đây ta có A bằng 3, B bằng 7, C bằng 4. A trừ B cộng C thì chúng ta thay số vào nó bằng 3 trừ 7 cộng 4.
Và nó bằng trừ 4 cộng 4, chúng ta thấy là nó bằng 0. Ý B, chứng tỏ x1 bằng âm 1, x1 bằng âm 1 là một nghiệm của phương trình. Thì chúng ta cũng làm tương tự như phần hỏi chấm 2 vừa rồi, là chúng ta đi thay x1 bằng âm 1 vào vế trái của phương trình ta có. Vế trái lúc này nó sẽ bằng, chỗ nào có x thì các em sẽ thay bởi âm 1 vào, chúng ta thu được 3 nhân với âm 1 tất cả bình cộng 7 nhân âm 1 cộng 4 bằng 0, và nó chính là bằng vế phải. Điều đấy chúng ta kết luận được rằng vậy x1 bằng âm 1 chính là nghiệm của phương trình này. Ở ý C, đi tìm x2. Thì theo định lý vi thì x1 nhân x2 bằng C trên A. Mà ở đây các em thấy là x1 nó bằng âm 1 rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được là x2 sẽ bằng C trên A chia cho âm 1, và nó chính là bằng trừ C trên A. À, chúng ta thay số vào thì nó bằng là trừ 4 phần 3. Ở đây thầy lưu ý là các em hoàn toàn có thể tính được x2. Bởi vì chúng ta áp dụng cái định lý vi F. Đây, là x1 nhân x2 bằng C trên A rồi. Như vậy biết x1 bằng âm 1 thì chúng ta sẽ suy ra được x2 bằng âm 4 phần 3. Qua hỏi chấm 3 này, chúng ta thấy một điểm đặc biệt, đó là cái phương trình bậc 2 3x bình cộng 7x cộng 4 bằng 0 này, nó có A trừ B cộng C là bằng 0. Thì phương trình có một nghiệm là x bằng âm 1 và một nghiệm là x2 bằng trừ C trên A. Thì tất cả các phương trình mà có dạng đặc biệt này, các em lưu ý tất cả các phương trình bậc 2 có dạng đặc biệt này, có A trừ B cộng C bằng 0, thì nó đều có hai nghiệm. Một nghiệm là x1 bằng âm 1, còn một nghiệm là x2 bằng trừ C trên A. Để chúng ta đi đến cái tổng kết thứ hai. Chúng ta có tổng kết thứ hai như sau, tổng quát hai. Nếu phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0, A khác 0, có A trừ B cộng C bằng 0, thì phương trình có một nghiệm là x1 bằng âm 1, còn nghiệm kia là x2 bằng âm C trên A. Thì các em nhẩm qua một lượt hai cái phần tổng quát này cho thầy. Chúng ta ghi nhớ luôn hai cái phần này sẽ giúp các em có thể tính nhẩm được nghiệm của phương trình bậc 2 một cách nhanh chóng mà không cần phải đi giải bằng công thức nghiệm. Thầy nhắc lại này, nếu như có A cộng B cộng C bằng 0 thì có một nghiệm là x1 bằng 1, còn nghiệm kia là x2 bằng C trên A. Nếu như có A trừ B cộng C mà bằng 0 thì có một nghiệm x1 bằng âm 1, còn nghiệm kia là x2 bằng âm C trên A. Nhớ nhá, ở trên này cộng này, hai thằng này 1 này, thằng này C trên A không có dấu âm nhá. Còn đây là trừ B này, thì thằng này cũng âm 1, thằng này cũng có dấu âm. Đây là cái mẹo để các em phân biệt hai trường hợp này chúng ta học thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hai cái trường hợp tổng quát này để chúng ta đi tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau. Chúng ta làm hỏi chấm 4 trong sách giáo khoa tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau. Phương trình A trừ 5x bình cộng 7x cộng 2 bằng 0. Thì chúng ta đi làm như sau. Chúng ta nhận thấy phương trình này nó có, ta có A cộng B cộng C bằng trừ 5 cộng 3 cộng 2 bằng 0. Như vậy là nó rơi vào trường hợp tổng quát thứ mấy các em? Rơi vào trường hợp tổng quát thứ nhất, có A cộng B cộng C bằng 0. Thì chúng ta kết luận luôn là vậy phương trình có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng 1. Nghiệm thứ hai x2 là bằng C trên A, và chúng ta chỉ việc thay số thôi, bằng âm 2 phần 5. Như vậy các em thấy là cái việc tính nhẩm ra nghiệm nó có nhanh không? Như vậy chúng ta nếu như phát hiện ra đặc điểm riêng
của phương trình là có tổng các hệ số a cộng b cộng c mà bằng 0, thì chúng ta được quyền là chúng ta kết luận luôn nghiệm thứ nhất x1 bằng 1, x2 bằng c trên a và bằng âm 2/5. B là chúng ta giải cái phương trình, nhóm nghiệm của phương trình là 2019 x bình cộng 2020 x cộng 1 bằng 0. Ở đây chúng ta nhận thấy này, ta có a trừ b cộng c nó bằng 2019 trừ đi 2020 cộng 1 và nó chỉ bằng bằng 0. Như vậy nó thỏa mãn cái tổng quát thứ hai này các em này. Có a trừ b cộng c bằng 0. Thì chúng ta sẽ kết luận là vậy, phương trình có hai nghiệm. X1 ở đây là bằng -1. X1 bằng -1. Và x2 là bằng -c trên a. Và thay số vào là bằng -1 trên 2019. Qua hai ví dụ này thì các em thấy là cái việc chúng ta mà nhìn ra được đặc điểm riêng của phương trình thì chúng ta sẽ tính nhẩm ra nghiệm rất là nhanh, việc trình bày nó cũng đỡ mất thời gian hơn. Chúng ta cố gắng ghi nhớ hai cái phần tổng quát này nhé, phân biệt đừng dâu ông nọ cắm cằm bà kia, để trong quá trình chúng ta tính nhẩm chúng ta tính nghiệm cho nó chính xác, không lại trường hợp 1 chúng ta lại bê xuống trường hợp 2, trường hợp 2 lại bê lên trường hợp 1 và dẫn tới chúng ta tính toán nghiệm nó sẽ bị sai mất. Thì qua cái phần định lý VS này thì nó cho ta biết được cách tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình bậc 2. Bây giờ ngược lại, nếu biết tổng của hai số nào đó bằng S chẳng hạn và tích của hai số bằng P thì hai số đó liệu rằng có phải là hai nghiệm của phương trình bậc 2 hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi xét bài toán sau đây. Chúng ta đi xét bài toán. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng S và tích của chúng bằng P. Chúng ta sẽ giải cái bài toán này như sau. Chúng ta gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai sẽ là s trừ đi x, bởi vì tổng của hai số là s mà số thứ nhất là x rồi thì số thứ hai sẽ là s trừ đi x. Tích của hai số bằng p nên chúng ta có cái điều sau, đó là lấy số thứ nhất là x này nhân với số thứ hai là s trừ x và nó bằng p. Chúng ta nhân tung ra biến đổi được tương đương thành sx trừ đi x bình bằng p và tương đương với x bình trừ sx cộng p bằng 0. Như vậy sau khi biến đổi chúng ta nhận thấy là hai số này chính là nghiệm của phương trình bậc 2 x bình trừ sx cộng p bằng 0. Và phương trình này có nghiệm trong trường hợp là delta phải lớn bằng 0. Phương trình có nghiệm nếu delta đây chúng ta tính được bằng b bình trừ 4ac và chúng ta tính được nó ra là bằng s bình trừ 4p lớn bằng 0. Như vậy nó qua cái phần giải quyết bài toán này thì nó đã giải quyết được cái câu hỏi là nếu như mà biết tổng của hai số bằng s và tích của hai số bằng p thì hai số đó chính là nghiệm của phương trình bậc 2 x bình trừ sx cộng p và điều kiện có nghiệm là s bình trừ 4p phải lớn hơn 0. Thế qua đó chúng ta có cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng như sau. Nếu hai số có tổng bằng s và tích bằng p thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình x bình trừ sx cộng p bằng 0.
Thầy nhắc lại, nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0. Điều kiện để có hai số đó là S bình trừ 4P lớn bằng 0. Vì sao có điều kiện này? Thì thầy đã phân tích cho các em ở phần bài toán ở phần trước rồi. Nếu mà các bạn chưa hiểu rõ được cái phần tại sao có điều kiện này thì các em xem lại cái phần bài toán lúc nãy các em nhé, để các em hiểu hiểu rõ vì sao lại có cái điều kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một vài bài toán để áp dụng cái cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Ví dụ số 1, tìm hai số biết tổng của chúng bằng 27 và tích của chúng bằng 180. Thì chúng ta giải như sau. Đây, áp dụng cái phần cách làm ở trên này. Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình. Đây. X bình trừ SX cộng P bằng 0. Ở đây các bạn thấy là tổng bằng S là 27. Thì chúng ta chỉ việc thay số vào thôi. X bình trừ 27X cộng P ở đây tích là bằng 180. Như vậy nó là cộng với 180 bằng 0. Thì chúng ta giải cái phương trình bậc 2 này ra thôi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm tổng quát, chứ chúng ta không sử dụng công thức nghiệm thu gọn các em nhé, bởi vì ở đây hệ số P không phải là số chẵn, nó là số lẻ. Hệ số B là số lẻ. Như vậy chúng ta sẽ đi tính delta bằng âm 27 bình trừ 4 nhân 1 nhân 180 bằng 9. Các em thấy nó lớn hơn không? Như vậy phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Và chúng ta tính nó ra. X1 ở đây bằng 15. Và X2 là bằng 12. Ở đây thầy làm tắt các em nhé. Thì các em ở đây cần suy ra là căn delta bằng 3 này. Sau đó là các em X1, các em tính toán ra. Đấy, ra kết quả là X1 bằng 15. Và X2 bằng 12. Đấy, chúng ta kết luận là vậy hai số cần tìm là 15 và 12. Ở đây thầy lưu ý là các em khi đưa ra cái phương trình này phải chính xác. Đây, chúng ta dựa vào đây. Nếu biết tổng bằng S và tích bằng P thì nó hai số đấy là nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P, và thay vào nó phải chính xác. Nếu không ở chỗ này các em mà thay sai thì dẫn tới việc giải nghiệm nó cũng sẽ sai và tìm ra hai số nó cũng sẽ sai. Chúng ta làm ví dụ thứ hai, đó chính là phần hỏi chấm 5 trong sách khoa. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, tích của chúng bằng 5. Thầy hướng dẫn làm như sau. Chúng ta lập luận hai số cần tìm là nghiệm của phương trình x bình trừ sx, ở đây là trừ đi 1x, trừ đi x cộng p, ở đây là cộng 5 bằng 0. Chúng ta đi tính delta bằng âm 1 bình trừ 4 nhân 1 nhân 5 bằng âm 19. Âm 19 chúng ta thấy delta nó nhỏ hơn 0, suy ra phương trình này vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm thì cũng không tồn tại hai số mà có tổng bằng 1 và tích bằng 5. Nên chúng ta kết luận là vậy không có hai số nào có tổng bằng 1, tích bằng 5. Đấy, qua hai ví dụ này thì các em đã hiểu thế nào là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng chưa? Và chúng ta áp dụng suy ra nó là nghiệm của một phương trình bậc 2 để chúng ta tính. Ví dụ thứ hai là chúng ta đi tính nhẩm nghiệm của phương trình x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Thế ở đây các em quan sát lên phần trên nhé. Cái cách tính tổng mà tìm hai số khi biết tổng bằng S này và tích bằng P, thì khi biết hai số rồi, biết tổng bằng S rồi, biết tích bằng P rồi,
thì chúng ta suy ra được phương trình bậc 2, phải đúng không ạ? Thế bây giờ người ta cho sẵn phương trình bậc 2 rồi. Thì liệu chúng ta có suy ra được, tính nhẩm được là hai cái số, là hai nghiệm của phương trình này hay không? Thì câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Ở đây thầy làm mẫu cái cách tính nhẩm điểm phương trình bậc 2 như sau này. Chúng ta nhận thấy là tổng hai số mà bằng 5. Đây, x bình trừ sx cộng p mà, như vậy tổng hai số sẽ bằng 5. Tích hai số thì lại bằng bằng 6. Như vậy có hai cái số thỏa mãn đó là 2 và 3, bởi vì 2 cộng 3 bằng 5. 2 nhân 3 thì lại bằng bằng 6. Như vậy đây chúng ta thấy là nên x1 bằng 2, x2 bằng 3 là hai nghiệm của phương trình đã cho. Thì dựa vào cái này để chúng ta tính nhẩm một số nghiệm của những cái phương trình ở phần nó khá đơn giản, thì chúng ta có thể tính nhẩm ngay ra nghiệm được. Thì qua bài học ngày hôm nay thì các em thấy là nó khá là dài, rất là nhiều nội dung kiến thức. Chúng ta cần nhớ những cái nội dung cốt lõi sau đây. Thứ nhất đó là hệ thức VF. Đối với phương trình bậc 2, ax bình cộng bx cộng c bằng 0, a khác 0. Ở đây delta phải lớn bằng 0, tức là nó phải có hai nghiệm phân biệt hoặc là có nghiệm kép. Thì chúng ta sẽ áp dụng được định lý VF, đó là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, x1 nhân x2 bằng c trên a. Lưu ý trong trường hợp delta nhỏ hơn 0, không áp dụng được hệ thức này. Kiến thức quan trọng thứ hai là chúng ta nhớ cái cách nhẩm nghiệm của phương trình đối với trường hợp đó là a cộng b cộng c bằng 0 và trường hợp a trừ b cộng c bằng 0. Và cái cách đi tìm hai số khi biết tổng và tích, khi biết a cộng b bằng s và a nhân b bằng p. Thứ tư là chúng ta lập được phương trình bậc 2 khi biết hai nghiệm của nó. Thì bốn cái nội dung này để thầy đã trình bày ở trong phần một nhỏ và phần hai nhỏ rồi. Phần bài tập về nhà, các em học thuộc định lý VF, nắm bước cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc 2, nắm vững cách tìm hai số khi biết tổng và tích, làm bài 26, 27, 28, 29, 30 trong sách giáo khoa trong năm 3 và chuẩn bị cho tiết sau luyện tập. Cuối cùng là để phòng tránh được cái bệnh COVID-19, thì các em thấy là diễn biến bệnh, dịch bệnh nó đang rất là phức tạp, và trên thế giới thì các em biết là tất cả các quốc gia đều mắc COVID-19. Thì ở đây thầy cung cấp các những cái việc mà các em cần làm tại nhà hàng ngày nhé, để cho chúng ta giữ được một cái sức khỏe tốt, để chúng ta có thể vượt qua được cái đại dịch lần này. Rất mong sẽ được gặp lại các em ở trong thời gian sắp tới, để chúng ta đã nghỉ quá lâu rồi. Xin chúc các em mạnh khỏe, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.